Cảm, ho hay là sốt không phải một cái gì đó chúng ta nên sợ hãi, nhưng mà ngược lại, chúng ta nên mừng và chúng ta nên chào đón những cái triệu chứng này. Tại sao lại như vậy? Hôm nay Hannah xin được chia sẻ với các bạn những cái lý do tại sao chúng ta không có nên dùng thuốc để mà ngăn chặn những cái triệu chứng này lại, và những cái cách tự nhiên mà chúng ta có thể làm để giúp cơ thể vượt qua những cái triệu chứng này một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn các bạn nha. Cảm, ho, sốt, ỉa chảy, bị sưng tấy, bị viêm tấy hay là bị ói mửa, đây là những cái triệu chứng mà có thể gọi là những cái căn bệnh của giai đoạn đầu tiên. Nó chỉ đến một vài ngày thôi và nó cũng sẽ xảy ra rất là nhanh, đôi lúc là nó xảy ra liên tục, tùy theo cái cơ thể của mỗi người và tùy theo cái lối sống của mỗi người. Những cái triệu chứng này không gì khác chính là sự cố gắng của cơ thể để mà đẩy những cái độc tố đã được chất đóng ở bên trong cơ thể từ vài tháng qua. Những cái triệu chứng này thực ra không phải là bệnh, nhưng đó là một sự chữa lành của cơ thể. Cũng giống như nhà của các bạn đó, thì thường là mỗi tuần thì các bạn dọn dẹp một lần, hoặc là một vài tháng thì các bạn làm deep clean. Thì cơ thể của chúng ta cũng như vậy, cứ một vài tháng thì sẽ diễn ra một cơ chế làm sạch rất là tự nhiên, thông qua những cái việc như là cảm, sốt, sổ mũi, ho, hoặc là ói mửa, hoặc là ỉa chảy. Và khi mà cơ thể của chúng ta mắc phải những cái triệu chứng này, hoặc là gặp phải những căn bệnh như thế này đó, thì những cơ quan thải độc trong cơ thể tự nhiên sẽ được mở ra. Ví dụ như là khi mà các bạn bị sốt đó, thì mẹ tự nhiên sẽ gia tăng cái mức hoạt động của tuyến mồ hôi, do đó mà những cái độc tố được thải ra qua đường mồ hôi. Hoặc là khi mà các bạn bị đau bụng ỉ chảy đó, thì mẹ tự nhiên sẽ gia tăng hiệu quả làm việc của hậu môn. Và khi mà các bạn bị cảm thì mẹ tự nhiên sẽ gia tăng năng suất làm việc của mũi. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh, khi mà chúng ta có những cái triệu chứng này đó, thì chúng ta lại đi tới bác sĩ, chúng ta lại kêu bác sĩ là: bác sĩ ơi, bác sĩ cho tôi thuốc đi để mà tôi có thể cầm những cái triệu chứng này lại, tôi không có muốn những cái độc tố này chạy ra bên ngoài đâu, làm ơn cho tôi thuốc để đóng những cái độc tố này vào bên trong, ngược lại bên trong cơ thể của tôi đi. Và sau khi mà các bạn uống thuốc rồi thì bệnh của bạn có vẻ như là đã hết, những cái triệu chứng của bạn sẽ không có còn nữa, bởi vì những cái độc tố mà cơ thể đang cố gắng và đang nỗ lực hết mình để mà đẩy ra bên ngoài, tống ra bên ngoài, thì bây giờ đã bị các bạn đẩy sâu vào lại bên trong rồi. Và các bạn tưởng tượng coi, khi mà những cái độc tố này bị đẩy sâu vào bên trong thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thuốc tây thì nó có thể cầm những cái triệu chứng thôi, chứ nó không phải để chữa bệnh. Con người bây giờ đã bị tẩy não bởi rất là nhiều những mafia y tế, bởi Big Pharma, bởi những cái quảng cáo, bởi những cái bác sĩ. Thực ra đâu có khó để cho những người này hiểu là những cái triệu chứng mà các bạn đang gặp phải đó là những cái sự cố gắng của cơ thể để mà đẩy cái độc tố ra bên ngoài. Không có khó để cho họ hiểu điều đó, nhưng mà không có một ai trong số họ có thể nói cho các bạn biết là hãy chào đón những cái triệu chứng này, hãy để nó đến một cách tự nhiên. Và không một ai trong số họ nói cho chúng ta biết là những cái triệu chứng này đến là vì lợi ích cho sức khỏe của chúng ta cả. Hippocrates, cha đẻ của ngành thuốc, nói là hãy cho tôi một cái khả năng tạo ra cơn sốt và tôi có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Sốt là một cái quá trình chữa lành bệnh một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Sốt là một phần của sự chữa lành tự nhiên để chữa lành mọi bệnh tật. Do đó chúng ta không có nên dùng thuốc để mà hạ sốt. Khi bạn bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn hay là gì gì đó, thì hệ miễn dịch sẽ tiết ra những cái hóa chất vào trong máu và đi tới hệ thống điều nhiệt trên não và báo cho cơ thể bắt đầu tăng nhiệt độ lên. Bạn bắt đầu thấy lạnh, do đó mà bạn sẽ mặc áo nhiều vào hoặc là bạn đắp chăn vào. Bạn bắt đầu run rẩy. Tất cả những việc như vậy là để làm tăng nhiệt độ cơ thể lên.
bởi vì nhiệt độ cao sẽ ức chế sự sản sinh của vi khuẩn virus. Khi mà các bạn bị sốt thì hệ miễn dịch của các bạn sẽ được kích hoạt. Khi mà nhiệt độ của cơ thể lên đến 104 độ F thì có thể nói là hầu như mọi virus và vi khuẩn sẽ bị giết chết. Và khi mà nhiệt độ của cơ thể ở mức từ 104 độ F cho tới 107 độ F thì lúc này cái cơn sốt đó được cho là rất là cao. Và những cái trường hợp sốt cao như vậy đó thì đa số là không phải là do căn bệnh của các bạn, mà các bạn nên để ý là coi chừng cơ thể đang bị mất nước. Do đó mà khi mà các bạn bị sốt thì các bạn chú ý đừng có để bị mất nước, nên bổ sung nước và bổ sung chất điện giải để cơ thể không có bị mất nước nha các bạn. Và khi mà chúng ta bị sốt đó thì cơ thể của chúng ta rất là nóng, do đó mà cái tuyến mồ hôi nó sẽ hoạt động để mà nó đổ mồ hôi ra và nó làm mát cơ thể của chúng ta lại. Và khi mà cái tuyến mồ hôi hoạt động như vậy đó thì những cái độc tố nó sẽ thoát ra bên ngoài qua đường mồ hôi. À, bây giờ các bạn đoán thử coi, nếu mà các bạn tiếp tục giữ hoặc là đẩy những cái độc tố này sâu ở bên trong cơ thể thì điều gì sẽ xảy ra? Những cái căn bệnh, những cái triệu chứng của giai đoạn đầu này nó sẽ đi qua giai đoạn thứ hai. Những căn bệnh ở giai đoạn thứ hai này đó thì nó sẽ xảy ra lâu hơn và nó sẽ nghiêm trọng hơn. Những căn bệnh ở giai đoạn thứ hai này là gì? Đó là cao máu, cao mỡ, cao đường, đau khớp, đau lưng, hen suyễn, những căn bệnh về da như là viêm da cơ địa, eczema, đau bao tử, đau lưng. Tuy nó không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà nó vẫn rất là khó chịu và nó sẽ bị rất là lâu. Và các bạn đoán thử xem là điều gì sẽ xảy ra nếu như các bạn ngăn chặn những cái độc tố hoặc là các bạn giữ lại những cái triệu chứng này, những cái bệnh giai đoạn thứ hai này bên trong cơ thể nữa. Những cái triệu chứng này, những cái căn bệnh này sau khi mà được giữ lâu ở bên trong cơ thể thì nó sẽ đi đến giai đoạn thứ ba. Những căn bệnh ở giai đoạn thứ ba này là những căn bệnh như là tim mạch, nhồi máu cơ tim, suy thận, suy gan, ung thư, bệnh S, Parkinson, bệnh ung thư não. Và những căn bệnh ở giai đoạn thứ ba này thì nó sẽ nguy hiểm hơn rất là nhiều và nó cận kề với tử thành hơn. Cho dù là bạn bị bệnh và bạn có những triệu chứng ở bất kỳ giai đoạn nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể quay đầu lại và chúng ta có thể sửa sai. Vì cuộc sống mà, chúng ta có thể trải nghiệm, chúng ta có thể mắc phải những sai lầm, nhưng mà miễn là chúng ta nhận ra chúng ta bị sai và chúng ta chịu học hỏi và chúng ta quay đầu lại, chúng ta sửa sai và chúng ta làm lại từ đầu. Chính bản thân của Hannah đây, ngày xưa khi mà Hannah vẫn giữ cái lối sống cũ, ngày xưa mà khi mà Hannah vẫn còn sống ở trong u mê, vẫn còn không có những cái kiến thức gì về sức khỏe đó, thì Hannah bệnh rất là nhiều. Ngay từ khi còn bé, Hannah đã là một cô bé suốt ngày bệnh tật. Hồi nhỏ là Hannah bị bệnh hen suyễn, do đó mà người Hannah rất là yếu, da thì lúc nào cũng vàng. Và mỗi khi mà trời lạnh hay là trái gió trở trời đó là Hannah bị ho rất là nhiều, rất là khó thở. Và khi mà ngủ á, là không có ngủ được, chỉ có thể ngồi để mà ngủ thôi. Hannah đi bác sĩ rất là thường xuyên và không biết là những cái vị bác sĩ mà ngày xưa ở Việt Nam, không biết họ là bác sĩ hay là họ gì nữa, nhưng mà họ cho Hannah uống thuốc rất là nhiều. Hannah cũng không biết là họ cho Hannah uống thuốc gì nữa. Thậm chí khi mà Hannah uống thuốc không bớt á, thì họ còn chích cho Hannah nữa. Hannah ngay từ nhỏ là Hannah bị đầu độc bởi thuốc tây rất là nhiều. Và khi mà Hannah lớn lên á, thì cái bệnh hen suyễn nó có vẻ bớt đi, nhưng mà mỗi khi trời lạnh á, thì Hannah vẫn cảm nhận được ở trong hơi thở của Hannah. Và Hannah biết là cái bệnh của Hannah vẫn còn. Và cho tới sau này đó thì Hannah bị bệnh nghiêm trọng hơn. Đó là Hannah bị bệnh viêm gan siêu vi B. Và rồi Hannah bị men gan cao. Và cái mức mà hoạt động của con vi trùng viêm gan siêu vi B nó ở mức rất là cao. Và bác sĩ bắt buộc Hannah phải uống thuốc suốt đời để mà làm giảm con vi trùng xuống.
Hannah không có hút thuốc, không có uống rượu. Nói chung là Hannah không có phải sống lành mạnh, nhưng mà cũng không có phải sống bê tha, hoặc là không có phải làm cái gì đó quá mức để mà lạm dụng cái sức khỏe của Hannah. Nhưng mà cái men gan của Hannah vẫn rất là cao, bởi vì là Hannah nghĩ cái men gan của Hannah cao bởi vì là khi còn nhỏ Hannah sử dụng thuốc tây rất là nhiều. Nó đã làm cho cái gan của Hannah rất là yếu, yếu đi rất là nhiều rồi. Chỉ cần khi mà mình không có để ý tới đó thì nó có thể qua xơ gan và nó có thể qua ung thư gan bất cứ lúc nào. Ngày xưa đó thì sức khỏe Hannah rất là yếu. Hannah là một người không có nhiều năng lượng như bây giờ, nhìn người lúc nào cũng mệt mỏi hết các bạn. Lúc nào ở trong giỏ của Hannah cũng có một cái hộp thuốc Advil hết á, cứ đau đầu là cứ uống thuốc vô liền. Khi mà Hannah không có kiến thức về sức khỏe thì ai nói cái gì Hannah cũng nghe, ai chỉ cái gì Hannah cũng uống hết á. Khi mà người ta chỉ cho Hannah biết là nếu mà cần có nhiều năng lượng hơn á thì phải uống vitamin B tổng hợp. Rồi Hannah cũng uống vitamin B tổng hợp và cũng không có khá hơn. Rồi người ta chỉ là hay là bị thiếu hồng huyết cầu, cần phải bổ sung chất sắt thì Hannah cũng uống bổ sung chất sắt. Nhưng mà cái cốt lõi ở bên trong cơ thể mình là cái việc làm sạch cơ thể thì mình lại không làm. Mình lại đi tống thêm những cái độc tố từ bên ngoài vào. Và thực sự những cái mà Hannah nghe theo người ta làm đó, nó không bao giờ hiệu quả cả. Cho tới khi Hannah biết được những cái phương pháp tự chữa lành rồi thì Hannah giúp cơ thể của Hannah đẩy những cái độc tố ra bên ngoài, và rồi Hannah cung cấp đúng cái nhiên liệu cho cơ thể, thì bắt đầu Hannah mới cảm nhận được là cơ thể của Hannah nó khỏe lên mỗi ngày và nó tràn đầy năng lượng hơn. Ngày nay con người của chúng ta bị bao vây bởi hóa chất. Hóa chất khó mạch ở khắp mọi nơi. Nó có trong không khí, nó có trong nguồn nước và nó có trong thức ăn của chúng ta. Khi chúng ta ăn những cái thực phẩm mà không có đến từ tự nhiên, như là bánh mì, hamburger, rồi pizza, rồi những cái loại thức ăn đóng chai, đóng gói, đóng hộp, những cái loại thức ăn nhanh, sữa hoặc là thịt động vật vân vân, những cái loại thức ăn mà không đến từ tự nhiên như vậy thì cơ thể của chúng ta không thể nào mà tiêu hóa một cách hợp lý được. Do đó mà cứ mỗi một vài tháng đó là mẹ tự nhiên sẽ mở ra 4 cái cơ quan thải độc của cơ thể để mà giúp tống những cái loại độc tố, những cái chất thải dư thừa mà cơ thể của chúng ta không thể nào tiêu hóa này được đó, đi ra bên ngoài. Do đó mà khi chúng ta bị cảm, khi chúng ta bị sốt và khi chúng ta bị ho thì cũng không có gì là khó hiểu cả các bạn. Đó là một sự cố gắng của cơ thể để đẩy những cái độc tố ra bên ngoài. Và khi mà những cái độc tố này được đẩy ra hết bên ngoài thì tự động cơ thể của chúng ta sẽ khỏe hơn và chúng ta không còn những cái triệu chứng này nữa. Cũng có thể là khi mà các bạn bắt đầu theo cái chế độ ăn thuần thực vật và thuần theo tự nhiên, bạn sẽ ăn sạch, sẽ uống sạch và sẽ nghỉ ngơi hợp lý, thì cơ thể của các bạn sẽ bắt đầu có những cái triệu chứng giống như vậy. Những cái triệu chứng như là cảm, sốt, ho, sổ mũi, người ta thường gọi là khủng hoảng chữa lành. Và các bạn cũng nên để ý, bởi vì là trước kia đó, khi mà các bạn sống theo cái lối sống mà không có lành mạnh đó, các bạn đưa độc tố vào bên trong cơ thể, vào trong người của các bạn, hoặc là các bạn giữ những cái độc tố đó bên trong mỗi ngày nó chất đóng ở bên trong đó. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều độc tố thì gan của chúng ta nó làm việc liên tục để nó xử lý những cái hóa chất hàng ngày chúng ta đưa vào bên trong. Do đó mà có những cái độc tố nó cực kỳ nguy hiểm mà gan không thể nào và không có thời giờ để mà xử lý những cái độc tố này. Cái độc tố như là kim loại nặng nè, như là chì, như là thủy ngân, những cái kim loại nặng này nó cực kỳ nguy hiểm cho não của chúng ta. Do đó mà gan nó sẽ đóng gói những cái độc tố này lại và nó giữ sâu bên trong cho tới khi nào mà
các bạn áp dụng một cái chế độ ăn thuần thực vật và thuần theo tự nhiên, thì lúc này đó gan của chúng ta mới rảnh rỗi, mới có thời gian để mà xử lý những cái độc tố được chôn giấu sâu ở bên trong. Do đó khi mà các bạn áp dụng cái chế độ ăn thuần thực vật và thuần theo tự nhiên, có thể thời gian đầu các bạn sẽ có những cái triệu chứng thải độc cực kỳ mạnh. Nếu như mà các bạn hiểu đó thì các bạn sẽ vui mừng và các bạn sẽ kiếm cách để mà giúp những cái độc tố này đi ra ngoài nhanh hơn mà không cần phải dùng thuốc. Và nếu như mà những cái triệu chứng này quá là mạnh và quá là nặng và các bạn không có muốn chịu đựng những cái cảm giác khó chịu như vậy đó, thì các bạn nên chuyển đổi từ từ. Nếu như mà các bạn bị bệnh quá nặng, những cái căn bệnh nguy hiểm đó, thì Hannah nghĩ là các bạn nên áp dụng trực tiếp qua cái chế độ ăn thuần thực vật, thuần theo tự nhiên, hoặc là các bạn nên áp dụng thẳng vào ăn thô, ngừng đưa những cái độc tố từ bên ngoài vào để mà cơ thể của chúng ta, gan của chúng ta, thận của chúng ta rảnh rang để mà làm việc, để mà xử lý những cái rác thải. Khi mà những cái độc tố này được đẩy ra hết bên ngoài thì tự động là cơ thể của chúng ta sẽ khỏe hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Có một vài cách tự nhiên mà có thể giúp cơ thể đẩy những cái độc tố này ra bên ngoài nha. Các bạn không cần phải dùng thuốc tây. Cách thứ nhất đó là nhìn ăn. Nhìn ăn có nghĩa là không cần ăn bất cứ một cái gì khác, chỉ cần uống nước mà thôi. Nghe nhìn ăn thì có vẻ là sợ, nhưng mà khi mà cơ thể của chúng ta bị bệnh đó thì chúng ta sẽ không có cảm giác thèm ăn, bởi vì là tất cả mọi năng lượng hoặc là tất cả mọi enzyme bây giờ nó sẽ làm việc theo thứ tự ưu tiên, đó là nó sẽ tập trung chữa lành bệnh, do đó mà chúng ta không có còn cảm giác thèm ăn nữa. Đó, khi mà chúng ta bị bệnh và chúng ta cố gắng ăn uống vào thì chúng ta sẽ làm gián đoạn cái quá trình chữa bệnh và cái quá trình thải độc của cơ thể. Ở trong tự nhiên đó, nếu như các bạn quan sát thì các bạn cũng để ý những con vật xung quanh chúng ta nó cũng thực hành nhìn ăn. Nếu như mà các bạn có một con chó ở trong nhà thì các bạn để ý khi mà con vật, con chó bị bệnh đó thì chúng cũng không có ăn. Chúng chỉ nằm ở một cái góc nhà và chúng nghỉ ngơi rất là nhiều. Và thỉnh thoảng khi mà chúng khát nước thì chúng chỉ bò ra và uống nước thôi, chứ chúng không có ăn. Những con vật đó thì nó còn khôn ngoan hơn chúng ta rất là nhiều. Khi mà chúng ta bị bệnh đó, chúng ta đã không có cảm giác thèm ăn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng ăn thật là nhiều. Nếu như mà các bạn cứ tiếp tục đưa những cái thức ăn vào khi mà các bạn bị bệnh đó, thì cơ thể của các bạn sẽ tốn rất là nhiều năng lượng để mà tiêu hóa thức ăn, chứ không phải là chữa lành. Thường là cơ thể của chúng ta tốn 3/4 năng lượng để mà tiêu hóa thức ăn. Cái việc ăn uống đó, nó tiêu thụ rất là nhiều năng lượng. Do đó khi mà cơ thể của chúng ta bị bệnh đó, thì chúng ta nên để dành năng lượng để mà chữa bệnh hơn là dành năng lượng để mà tiêu hóa thức ăn. Cho dù là bệnh cảm, bệnh ho, bị sốt hay là bất cứ một căn bệnh gì đó mà người ta đặt tên cho là COVID đi chăng nữa thì nó cũng giống nhau thôi. Trong quá trình thực hành nhìn ăn uống nước, cơ thể của chúng ta sẽ dành năng lượng để mà làm sạch cơ thể. Do đó mà gan của chúng ta sẽ được làm sạch, thận của chúng ta sẽ được làm sạch, máu của chúng ta sẽ được làm sạch, thậm chí là nó còn giúp tái tạo lại những cái tế bào mới nữa. Đó, khi mà chúng ta thực hành nhìn ăn đó, không những cơ thể của chúng ta sẽ khỏe hơn mà chúng ta còn có cảm giác tràn đầy năng lượng hơn và chúng ta được trẻ hơn nữa, bởi vì là cơ thể của chúng ta được tái tạo lại. Mọi tôn giáo đều thực hành nhìn ăn, thậm chí là người cổ xưa họ còn thực hiện cái việc nhìn ăn nữa. Như các bạn ở trong đạo Công giáo, như là có Chúa Giêsu, Ngài cũng thực hành cái việc nhìn ăn. Ngài đã thậm chí là nhìn ăn 40 ngày nữa. Cái việc nhìn ăn không phải là cái gì đó nó mới mẻ hoặc là nó cao siêu, hay là cái việc nhìn ăn chỉ là dành cho Chúa không thôi đâu. Chúng ta cũng có thể nhìn ăn nữa. Nhìn ăn tốt nhất là chỉ uống nước thôi. Nếu như mà các bạn không có chịu được đó, thì các bạn có thể
nhịn ăn uống nước dừa, hoặc là uống nước ép bí đao, hoặc là uống nước ép rau củ quả. Các bạn có thể nhịn ăn uống nước một ngày và sau đó các bạn uống nước ép liên tục trong ngày thứ hai, hoặc là ngày thứ ba, hoặc là ngày thứ tư. Và khi mà các bạn cảm thấy cơ thể đỡ hơn rồi thì các bạn có thể bắt đầu ăn trái cây, ăn những cái loại trái cây mọng nước. Và cho tới khi mà các bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh lại thì các bạn có thể bắt đầu ăn uống bình thường lại. Và cái cách thải độc thứ hai đó là cái cách thải độc đại tràng. Để làm thải độc đại tràng, mình phải có một cái dụng cụ thải độc đại tràng. Các bạn sẽ để nước ấm vào trong cái bộ dụng cụ thải độc đại tràng, sau đó các bạn sẽ truyền nước vào đại tràng thông qua cái đường hậu môn và sẽ giữ nước ở bên trong từ 5 cho tới 10 phút để cho nước nó có thể làm sạch những cái độc tố, những cái chất thải mà đã bị chất đóng, đã bị mắc kẹt ở trong này rất là lâu rồi thì nó sẽ được đi ra bên ngoài. Khi mà các bạn bị bệnh đó thì các bạn có thể làm thải độc đại tràng 2-3 lần một ngày tùy theo cái mức độ nặng hay là nhẹ của bệnh. Bệnh càng nặng thì các bạn cần phải làm nhiều để giúp những cái độc tố này ra các bạn nha. Một người bình thường đó thì có thể làm 2-3 lần một tuần. Như Hanna đây thì bình thường là một tuần là Hanna làm khoảng 2-3 lần. Cái phương pháp này nó rất là an toàn và nó rất là tự nhiên. Nó không có cái gì là trái tự nhiên cả. Cái điều mà không có tự nhiên đó là các bạn để những cái rác thải và để những cái độc tố ở bên trong cái ruột của các bạn, ở bên trong cái đại tràng của các bạn, và các bạn đi đâu các bạn cũng mang theo. Điều đó là một điều không có tự nhiên và nó gây nên rất là nhiều vấn đề ở trong cơ thể bạn. Nếu như bạn nào mà đã đọc cái cuốn sách là Sức khỏe đại tràng của tác giả Norman Walker đó, thì các bạn sẽ biết là cái đại tràng nó liên quan tới rất là nhiều những cái bộ phận khác ở trong cơ thể. Do đó mà cái việc giữ cho cái đại tràng sạch nó góp một phần rất là lớn trong cái việc mà giữ gìn sức khỏe cho các bạn. Và cái cách thứ ba để mà giúp cơ thể đưa độc tố ra bên ngoài một cách tự nhiên và nhanh hơn đó là phơi nắng. Ánh nắng có thể giết chết mọi loại nấm, mọi loại vi khuẩn ở trong cơ thể. Ánh nắng có thể nói là một cái món quà chữa lành tự nhiên nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Ngài đã không nhầm lẫn khi mà tạo ra mặt trời. Không có ánh nắng thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều vấn đề, và vạn vật, cây cỏ cũng như vậy. Khi mà phơi nắng thì các bạn càng mặc ít đồ càng tốt. Nhưng mà các bạn có một cái không gian riêng tư thì các bạn không cần mặc đồ thì càng tốt hơn nữa. Thường thì mỗi ngày chúng ta có thể phơi nắng từ nửa tiếng cho tới một tiếng đồng hồ. Và khi bị bệnh thì chúng ta nên dành thời gian để mà tắm nắng lâu hơn. Chúng ta có thể ở ngoài tắm nắng một tiếng hoặc là hai tiếng đồng hồ. Càng tiếp xúc, càng tắm nắng nhiều thì cái bệnh của các bạn sẽ đỡ hơn rất là mau. Và khi tắm nắng đó thì các bạn nhớ đừng có tha những cái loại kem chống nắng lên trên da. Không những nó cản trở không cho chúng ta hấp thu vitamin D từ ánh nắng, nhưng mà những cái hóa chất từ trong những cái loại kem này có thể làm cho chúng ta bị ung thư da. Những gì mà các bạn nên làm là hãy ngưng ăn những cái thực phẩm không có thuần tự nhiên, không có nên lạm dụng những cái loại hóa chất và sử dụng những cái thứ mà có trong tự nhiên, gần gũi tự nhiên nhất để mà chế biến thức ăn. Thay vì đi mua những cái loại thức ăn đã được đóng chai, đóng gói, đóng hộp, được chế biến sẵn, những cái loại thức ăn nhanh, thì chúng ta nên tự làm những cái loại thức ăn cho mình. Hãy sống hòa mình vào thiên nhiên, hãy bước ra ngoài nắng và hãy tắm mình vào ánh nắng, tận hưởng từng làn gió thổi lên trên mặt, thổi lên trên tóc của bạn. Hãy ngưng cái việc mà đi tìm kiếm bác sĩ. Bạn chính là bác sĩ giỏi nhất của chính bạn rồi. Bác sĩ giỏi nhất chính là cái khả năng tự chữa lành ở bên trong cơ thể của bạn. Khi mà các bạn gãy tay hoặc là các bạn bị chảy máu thì cơ thể của các bạn còn có thể tự chữa lành được, thì huống hồ gì là những căn bệnh như là ho, cảm hay là sốt, hay là sổ mũi, hay là đau bụng, hay là ỉ chảy, cơ thể của các bạn đều có thể tự chữa lành được hết. Hanna hy vọng là sau khi xem cái video này thì các bạn sẽ thay vì các bạn sợ hãi khi mà các bạn bị bệnh, thì các bạn sẽ chào đón và các bạn sẽ hoan nghênh khi mà những căn bệnh nó tới, và các bạn biết sẽ phải làm gì
để giúp cơ thể vượt qua những cái giai đoạn này. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!